Lee Min Ho, Park Seo Joon phản ứng lạ khi Park Min Young bị khui chuyện yêu đại gia tai tiếng. Thời gian gần đây, Park Min Young trở thành tâm điểm của sự chú ý khi bị dispatch khui chuyện hẹn hò với doanh nhân Kang Jong Hun, CEO của một sàn giao dịch tiền ảo tại xứ sở Kim Chi. Doanh nhân này có đời tư bê bối, thậm chí còn từng đi tù vì gian lận tài chính. Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, phía công ty quản lý của Min Young cho biết nữ diễn viên Thư Ký Kim Sao Thế đã chia tay bạn trai sau thời gian qua lại. Mặc dù vậy, họ không hề chia sẻ về thời điểm mối quan hệ giữa hai người tan vỡ. Trước việc Park Min Young bị phanh phui chuyện tình cảm với đại gia tai tiếng, Park Seo Joon, tình tin đồn của cô im lặng và không có động thái gì. Còn Lee Min Ho, bạn trai cũ của Park Min Young lại vui vẻ sang Malaysia tham dự sự kiện. Anh không mấy để ý đến việc đời tư của Min Young. Park Min Young là một trong những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của showbiz Hàn. Cô từng có thời gian hẹn hò Lee Min Ho sau khi hai người đóng cặp trong bộ phim Thợ Săn Thành Phố. Hậu đừng ai nấy đi với Min Ho, Min Young tập trung cho công việc. Cô chưa từng xác nhận yêu người mới. Khi làm việc chung cùng Park Seo Joon ở dự án Thư Ký Kim Sao Thế, Park Min Young dính tin đồn phim giả tình thật với Park Seo Joon. Mặc dù họ liên tiếng phủ nhận chuyện yêu đương nhưng các fan vẫn tiếp tục đẩy thuyền cho họ. Những ngày qua, thông tin Dispatch đăng tải về việc Park Min Young đang có mối quan hệ với một doanh nhân giàu có, Kang, tức Kang Jong Hyun, CEO mới nổi và hiện là chủ tịch nhiều công ty lớn gây chú ý. Cũng theo trang này điều tra quá khứ của Kang, họ đưa ra những cáo buộc gian lận liên quan đến anh ta, trong đó gây chú ý là việc từng dính tù treo vì lừa đảo làm giàu một cách mờ ám. Ngoài những tranh cãi về việc nữ diễn viên hẹn hò với một người bị nghi ngờ tích lũy tài sản thông qua các giao dịch bất hợp pháp, thì việc chị gái cô làm giám đốc của InBiogen, công ty công nghệ sinh học thuộc sở hữu của anh em nhà Kang, cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Theo On K-pop, Park Min A, chị gái của Park Min Young bị cáo buộc là người thay mặt để Kang che giấu vai trò thực sự của mình trong công ty. Theo báo cáo, Park Min A đã tham dự cuộc họp hội đồng quản trị một lần trong số 7 cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 6. Cô được bổ nhiệm làm giám đốc vào tháng 3. Theo báo cáo tài chính ngày 1 tháng 10, Park Min A đã từ chức giám đốc vào ngày 29 tháng 9. Ngày công ty quản lý của Park Min Young chính thức phản hồi tin nữ diễn viên và nam CEO từng hẹn hò nhưng hiện đã chia tay. Việc Park Min Young thông báo chia tay sau một ngày bị khui khiến nhiều khán giả xứ Cửu Sâm tỏ rõ sự chưa hài lòng vì thiếu sự thuyết phục. Số đông hài hước cho rằng đây là một câu chuyện thú vị và khác thường. Họ chia tay chỉ trong một ngày, tôi đoán họ không thực sự hẹn hò. Họ có thể chỉ giả vờ chia tay thôi, đột ngột vậy sao họ đã chia tay. Không thể tin được, cô ấy cắt đứt quan hệ với anh ta ngay lập tức. Ai sẽ tin vào tuyên bố của họ? Từ khi hẹn hò đến khi chia tay, tất cả chỉ trong một ngày. On K-pop trích dẫn. Trước những bình luận trái chiều của công chúng, công ty của Park Min Young chưa đưa ra thêm bất kỳ phản hồi nào. Trước đó, họ tiết lộ hiện ưu tiên hàng đầu của Park Min Young là hoàn thành tốt việc quay bộ phim truyền hình đang phát sóng Love in Contract, hợp đồng tình yêu và cố gắng không gây tổn hại đến tác phẩm. Kang Jong Hun từng dính đến vụ án lừa đảo vào năm 2013-2014 với cáo buộc lừa 3,5 tỷ won bằng cách gian dối báo cáo tài chính, giả mạo tài liệu cá nhân. Năm 2016, Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên phạt Kang Jong Hun 3 năm tù treo, lao động công ích 80 giờ. Nếu vi phạm trong thời gian này, anh sẽ bị 2 năm tù giam. Gần đây, Kang Jong Hun được cho là chuyển hướng kinh doanh sang Thái Lan. Park Min Young tham gia nhiều phim như Gia đình là số 1, Thư ký Kim Sao Thế, Thợ Săn Thành Phố.